Chào mừng các bạn đến với kênh Vân Hòa. Có thể nói, chị em họa sĩ trong câu lạc bộ nữ họa sĩ thuộc Hội Mỹ thuật Việt Nam hiện nay là một tập thể có tinh thần đoàn kết gắn bó. Các hoạt động của câu lạc bộ đề ra đều được chị em hưởng ứng rất nhiệt tình, sôi nổi. Ngày 21 tháng 12 năm 2022 vừa qua, chị em trong câu lạc bộ nữ họa sĩ chúng tôi có đợt đi thực tế 2 ngày tại tỉnh Quảng Ninh. Video này ghi lại những kỷ niệm đẹp trong chuyến đi đó của chị em họa sĩ. Cho người tuyệt vọng, chờ đợi muốn sống là người đưa tôi con đường đi đến. Mặc tôi yêu em, vì trong đời đêm có bao nhiêu gặp gỡ êm đềm. Dẫu ở trong đêm mơ duyên, tình ơi xin đến, sẽ không còn nỗi buồn mong manh. Hãy để mặc cho con tim còn trong biển vông, ôm điện gắn vọng buồn theo gió đông. Đêm tàn hoa rụng làm hơi ước mong, những ai đôi mặt tôi yêu em. Oh, no.